Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay rất là vui khi được test hai thiết bị karaoke cho hai bác. Hai bác hôm nay lấy hai mã sản phẩm bên em, đó là một cục đẩy LA1000 và một chiếc Idol IP 100 bản chữ vàng hàng chín nam loại 1 các bác nhé. Thì hôm nay cũng test cho hai bác, thì cũng đây một bác ở anh Bùi Văn Thái, anh ở Khoái Châu, Hưng Yên. Anh lấy con Idol 100 giá 1.3 các bác nhé. Và bác Nguyễn Sang, bác ở Nha Trang, Khánh Hòa, lấy con LA1000 giá là 5 triệu, chưa còn bao ship. Đấy thì với cho nhỏ xuống một chút. Với hai con này thì phải nói là chất âm của nó cực kỳ hay. Kể cả khi con LA1000 nó không dùng nâng tiếng, tiếng nó cũng rất là hay. Con LA1000 là một trong những cái dòng mà máy chạy Class H các bác nhá. Class H và sử dụng tới 40 sò. Đấy, biến áp đồng cực lớn. Chiếc IP100 này thì chắc không còn xa lạ gì với anh em rồi. Một trong những chiếc idol, những chiếc máy nâng tiếng phải gọi như là rất là chất lượng trên thị trường và hầu như không có lỗi. Đấy, và giá cũng rất là bình dân, giá chỉ có là 1.300.000 đồng thôi, bao ship các bác nhá. Thì đầu tiên là cái con cục đẩy này, các bác có thể thấy là em sẽ cho kênh đây lên. Đây kênh A. Đây là kênh B. Ok. Hai kênh. Đấy, hai kênh ok. Đấy, rất là ok luôn. Với cái con cục đẩy LA1000 này thì chất lượng thanh dạng cực kỳ là hay. Và bây giờ em sẽ thử chiếc idol này. Khi nhả ra thì âm thanh của nó tối hơn một chút. Khi ấn vào nó sáng hơn hẳn luôn. Các bác có thể nghe. Nhấn nhả ra này. Ấn vào này. Đấy. Ok, ấn vào này. Đây là nhả ra các bác nhé. Đây là không qua idol thì tiếng nó sẽ như này. Còn ấn vào. Đấy, tiếng rõ là lực luôn. Đây còn em sẽ thử bass check. Đấy, bass check này. Đấy, các bác sẽ đeo tai nghe, các bác sẽ cảm nhận được tiếng bass. Đấy. Check này. Đấy, rất nhiều check. Để bình thường lại các bác nhé. Khi nhả ra này. Đấy. Khi đây là nhạc thô của nó, khi ấn vào này. Rất là ok luôn. Với hai thiết bị như này thì giá cũng không hề cao đâu các bác nhé. Giá LA1000 là 5 triệu, trừ còn bao ship. Còn Idol là 1.3 triệu. Thì tổng hai con này chỉ có là 6.300.000 đồng thôi. Đấy, và các bác có thể nhìn thấy là trên con Idol này rất là đẹp, phải nói là rất đẹp. Tất cả hàng bên Thắng Cao Audio bán đều là được bảo hành 1 năm các bác nhé. Con LA1000 này thì công suất của nó là 1000W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Đây em có thể quay mặt sau cho tất cả các bác cùng xem. Đấy, mặt sau này thì khi trước khi chuyển em sẽ gạt tất cả các nút này ở mức 1V này, gạt stereo này. Đấy, cái này thì để up hết. Đấy, cắm thì các bác có thể cắm được vào hai rắc này, link ra cục đẩy khác bằng hai cái rắc bên cạnh. Đây là nó có CHA, CHB link ghi rõ ở đây. Các bác có thể đấu loa là đấu loa vào new check hoặc là cái rắc gài này. Nếu mà các anh em dùng gia đình thì nên sử dụng rắc gài nhé. Sử dụng rắc gài nó sẽ ok hơn, nó sẽ không bị mo ve như new check thì dùng lâu nó sẽ bị mo ve. Đấy, anh em nên dùng rắc gài cho chắc chắn luôn. Và trên con idol cũng vậy, trên idol thì nó có hai đầu vào, đó là một đầu in vào của AV hoặc là các bác có thể là input trên chính cái Canon này. Đấy, trên Canon cũng có thể, đây là nó hai đầu vào, một đầu bằng hoa sen và một đầu bằng Canon. Còn đầu ra thì cũng như vậy, đầu ra ở bên dưới là nó là đầu out và nó có hai đầu ra. Đấy. Và đầu ra Canon và đầu ra AV, rất là tiện dụng thôi. Trên con idol thì hơn hẳn những con máy nâng tiếng khác thì nó có thêm phần cắt súp. Đấy, bass output thì ok. Cái phần bass output này thì anh em có thể dùng nó cũng rất là ok đấy. Thì có mono bass các bác nhá, có thể chỉnh được x over, require các tần số. Anh em muốn cắt ở tần số bao nhiêu.
và anh em muốn độ to nhỏ của tiếng súp như nào thì anh em có thể dùng trên con Idol này được. Đấy, với một con Idol này giá nó cũng rẻ thôi, chỉ 1.3 triệu thôi. Với con LA 1000 chất lượng thì cực tốt. Tiếng cực kỳ hay, cực kỳ sáng các bác nhá. Khi nhìn mây tiếng cực kỳ sáng. Với con LA 1000 này chúng ta có thể đánh được 2 đôi bát 30 thoải mái các bác nhá. Đấy, hoặc 2 đôi bát 40 coi 76. Đấy, cái đèn này nó sáng quá anh em phải che lại. Đấy, LAP LA 1000, một trong những cái dòng rất là ok. Và trên thị trường thì nó rất nhiều loại. Dòng máy LA này thì như các bác đã biết là nó chuyên chạy sò Toshiba, nhưng mà tiếng nó cực kỳ là sáng và lực các bác nhé. Tiếng bass rất lực và tiếng check cực kỳ sáng, rõ nét. Đấy, nó chạy sò Toshiba rất là bền, sò to bằng cả ngón tay này. Bác nào muốn xem nội thất các bác có thể search trên YouTube là LA 1000 Thắng Cao Audio là các bác có thể xem được nội thất. Em đã có rất nhiều video về con này rồi. Bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới này giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com các bác nhé. Đấy, thì ok, chào tất cả các bác, hẹn các bác những clip lần sau. Chào tất cả các bác ạ. Cảm ơn hai bác đã tin tưởng mua hàng bên em các bác nhé. LA 1000 thì bác đặt cọc trước là 500.000 rồi. Đấy, nên rất là bác phải rất là tin tưởng bên em. Rồi ok, chào tất cả các bác, hẹn các bác những clip lần sau.